Các bạn và các em. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếp bài bất phương trình logarit các em nhé. Đây cũng là một trong những cái bài tiếp nối của cái chuyên đề lũy thừa mũ và loga. Đó. Thế thì phần giải bất phương trình này chúng ta sẽ sử dụng đến các cái tính chất của hàm số logarit đã học kết hợp cùng với các cái kỹ năng giải bất phương trình đại số. Đó, thì bài toán này cũng sẽ được giải quyết một cách êm đẹp thôi. Được không nhỉ? Và thông thường đối với thầy thì thầy cũng hay dặn dò rằng là các cái bài bất phương trình mũ và logarit thì thường cũng sẽ là những cái bài nói chung thì nó cũng không quá khó. Đó, và thường là ăn được điểm. Vậy nên các em học tốt phần này một chút thì cái phần kết quả sẽ đạt được là cao. Được không nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài học ngày hôm nay. Các bạn và các em thân mến, nào đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần A, các cái kiến thức cần nắm trong bài ngày hôm nay. Rồi, tương tự như là cái bài bất phương trình mũ ấy, đó, thì chúng ta cũng sẽ có các cái dạng hoàn toàn tương tự, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái các cái bất phương trình logarit cơ bản đầu tiên. Đó, chúng ta chia ra làm 4 cái. Cái đầu tiên, dạng 1, đó là loga cơ số A của x lớn hơn b, trong đó A là cơ số dương khắc 1. Đó, được không? Thì các em lưu ý cho thầy nhớ đến một chút về cái tính chất của logarit thôi. Đúng không? Hàm mũ và loga thì nó đều có cái tính chất đồng biến khi cơ số A lớn 1. Và trong trường hợp cơ số A dương và nhỏ hơn 1 thì nó sẽ nghịch biến. Đó. Thế thì chỉ cần nhớ cho thầy cái trường hợp nào thì xuôi chiều, trường hợp nào ngược chiều là được. Có nhớ không? Đó. Thế giờ mình sẽ chia ra làm hai dòng này nhé. Đó. Chúng ta sẽ xét thành hai cột. Một cái là A lớn 1, một cái A dương nhưng nhỏ hơn 1. Thì tập nghiệm tương ứng sẽ là gì? Đó, thế em nhớ cho thầy. Ở trong cái bất phương trình này, giả sử chúng ta xét dấu lớn ở đây, thì trong trường hợp cơ số A lớn 1 ta rút nhanh chóng ra thì x của em sẽ phải lớn hơn A mũ B. Đúng không? Giải phương trình loga thì cho lấy mũ mà, thì bất phương trình nó cũng lấy mũ thôi. Chúng ta chỉ cần đội mũ từ trái qua phải. Vậy x thì lớn hơn A mũ B, hay tập nghiệm chính là A mũ B đến dương vô cùng. Trường hợp thứ hai, đó, nếu cơ số nhỏ hơn 1, chúng ta bật ngược lại chiều, chúng ta sẽ có ngay x thì nhỏ hơn A mũ B. Nhưng em nên nhớ giúp thầy một điều, x thì lại nằm trong loga. Như vậy x vẫn phải đảm bảo là dương. Chính vì thế mình mới có là x nằm trong khoảng từ 0 cho đến A mũ B. Ta hiểu được chỗ này không nhỉ? Đó. Với cái bất phương trình mũ hôm trước ấy, chúng ta chỉ cần lấy loga hay vế được, đúng không? Thì ở đây loga chúng ta lại đội mũ lên, không có gì cả. Đó, thì nhớ cho thầy chỗ này nhé, chia làm hai trường hợp chỗ này để ý. Và trong trường hợp nếu như mà cần thiết chỗ này này, đó thì vẫn phải thêm một cái điều kiện đây, đây phải thêm vào, vì khi bất phương trình là nó sẽ kết hợp nghiệm với điều kiện lại để được kết quả cuối cùng mà. Ta lưu ý dạng số 2 là chả qua là mình xét thêm cái dấu bằng thôi, đúng không? Khi mình xét thêm dấu bằng hoàn toàn tương tự, có điều là mình đổi chỗ này thành ngoặc vuông là xong. Đó, và nhớ là x thì vẫn phải lớn không nhé, không có bằng không đâu. Như vậy là x vẫn dương chỗ này để ngoặc tròn, còn chỗ này thì là x nằm giữa đây, từ 0 đến A mũ B. Các em thấy không, nó hoàn toàn tương tự. Đó, không có gì cả. Rõ rồi nhá. Tiếp tục, chúng ta sẽ xét đến dạng số 3, loga cơ A của x nhỏ hơn B. Chúng ta cũng sẽ chia hai trường hợp ra. Trong trường hợp cơ số lớn 1, đây chúng ta sẽ có x thì xuôi chiều nhỏ hơn A mũ B. X thì nhỏ hơn A mũ B nhưng vẫn phải lớn không. Đó, như vậy chúng ta được thế này. Trường thứ hai, chúng ta bật ngược chiều trở lại, chúng ta sẽ có x thì lớn hơn A mũ B. Khi x thì đã lớn A mũ B rồi thì chắc chắn x thì lớn không nhé. Đó, như vậy chúng ta sẽ có từ A mũ B đến dương vô cùng. Chúng ta hiểu rồi đúng không? Đó. Và cuối cùng thì dạng 4 mình xét thêm dấu bằng nữa thôi. Thì nói là 4 dạng cho nó đầy đủ thôi. Thực ra cũng chỉ cần hiểu rằng nó có 2 dạng thôi. Nhớ chưa? Đó. Chúng ta lấy thêm cái ngoặc vuông tại cái nghiệm này là xong. Đấy. Với bất phương trình loga cơ bản thì nó chỉ có như thế thôi. Được không các em? Rồi. Bây giờ chúng ta xét đến hai nhỏ, phương pháp để giải các cái bất phương trình logarit đơn giản. Thông thường thì đối với bất phương trình thì người ta cũng không đòi hỏi yêu cầu phức tạp quá đâu,
Đó, nên thông thường chúng ta hay áp dụng hai cái dạng chính, hai phương pháp chính. Một là đưa về cùng cơ số, đó, để đưa về các bất phương trình cơ bản. Hai là chúng ta có thể đặt ẩn số phụ, vân vân. Đấy, nhớ như thế. Đây là các phương pháp giải chính, đúng không? Đó, thì chúng ta ghi, lưu ý. Để giải các bất phương trình logarit cơ bản thì ta có thể, các bất phương trình đơn giản, thì ta có thể biến đổi để đưa về các bất phương trình cơ bản, tức là đưa về các cái dạng mà thầy vừa có ghi ở trên ấy. Đó. Hoặc đưa về các bất phương trình đại số, tức là nếu chúng ta đặt t chẳng hạn thì nó sẽ đưa về các bất phương trình đại số đấy, kiểu như thế. Đó. Rồi, giải các bất phương trình này các em đều biết là trong trường hợp nếu các bất phương trình mà là đại số cơ bản, đa thức, phân thức quen quen ấy thì chúng ta có thể áp dụng xét dấu để giải. Ngoài ra nếu mà gặp phân thức thì phải quy đồng khéo léo. Và nhớ là không phải lúc nào cũng được khử mẫu nhé, thầy đã dặn dò rồi. Phải xét dấu đàng hoàng cả tử cả mẫu. Với một số bất phương trình đặc biệt, ví dụ có chứa căn hay dấu giá trị tuyệt đối, thì ta cũng nên xem lại kiến thức một chút để xem bình phương thế nào rồi, hoặc là xét trường hợp như thế nào. Trong phần bất phương trình mũ thì thầy cũng đã có nói đến cái này rồi. Đó, chúng ta chỉ cần làm tương tự thôi thì là ok. Đó. Đây, cái chỗ mà đưa về cùng cơ số thì ta phải hết sức lưu ý đến cái tính chất đồng hay nghịch biến của hàm số logarit. Đó, thì cũng rất là tương tự hàm mũ mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ có như thế này, chúng ta nói kỹ hơn. Xét bất phương trình loga cơ A của Fx lớn hơn loga cơ A của Gx. Đặt đây là bất phương trình số 1. Thì chúng ta có trường hợp nếu như cái cơ số A của em là lớn 1, đúng không? Thì chúng ta sẽ suy nhanh chóng ra ngay, chúng ta bỏ loga hay vế đi. Các em dễ dàng có được Fx lớn hơn Gx. Tất nhiên hai cái ông này đều phải là dương. Khi đặt điều kiện, chúng ta không nhất thiết phải đặt điều kiện cho cả hai người cùng dương đâu. Vì khi F đã lớn hơn G rồi, các em chỉ cần đặt điều kiện cho cái người đằng sau ấy, đặt cho cái ông GX dương thôi, không cần đặt cái ông FX dương nữa. Nói chung là bạn nào đặt được cả hai thì càng tốt. Nhưng cái việc giải hay không ấy thì không nhất thiết phải giải cả hai, giải một người thôi. Đối với bất phương trình người ta bắt buộc phải giải được điều kiện để chúng ta còn kết hợp. Thí dụ em giải hai cái đồng thời, đúng không? Em giải F lớn G, sau đó em phải giải tiếp G lớn không? Em phải kết hợp hai cái này trên trục số để lấy phần chung mà. Còn đối với phương trình loga thì em có thể không nhất thiết phải giải, vì làm xong em có thể đối chiếu để thỏa mãn học loại. Nhưng mà với cái ông này ta phải kết hợp. Đó, ta bắt buộc phải biết giải. Lưu ý nhé. Đó. Trường thứ hai, nếu cơ số A dương nhỏ hơn 1 thì bất phương trình lúc này tương đương, chúng ta đảo ngược lại chiều, ta sẽ có F nhỏ hơn G. Khi đặt điều kiện, ta chỉ cần đặt điều kiện cho F là dương thôi là đủ. G tự nhiên nó dương theo. Không nhất thiết phải giải cả hai. Ta lưu ý cho thầy điều này, nhớ chưa? Đó. Và nếu giải được cả hai thì lại càng tốt, đúng không? Đó, ví dụ như thế. Rồi. Xét bất phương trình số 2. Loga cơ A của Fx lớn B. Em nhớ là các bất phương trình cơ bản thì trong này chỉ có chứa x gì thôi. Bây giờ người ta tổng quát hóa lên, người ta đặt là Fx gì, Gx gì. Giải hoàn toàn tương tự. Chúng ta có, nếu cơ số A lớn 1, ta rút Fx ra, xuôi chiều nó sẽ lớn hơn A mũ B. Và tất nhiên trường hợp thứ hai, cơ số nhỏ hơn 1, chúng ta bật ngược lại chiều thì Fx sẽ nhỏ hơn A mũ B, nhưng vẫn phải đảm bảo là Fx dương nhé. Tại vì nhỏ hơn A mũ B đâu biết được là dương hay không, thì phải đặt vào đây. Còn viết như trên như thế này tức là đã đảm bảo dương rồi. A mũ B chắc chắn nó dương quá, yên tâm. Nhớ chưa? Như vậy, cái này hết sức lưu ý cho thầy vì trong quá trình làm bài chúng ta sẽ gặp rất nhiều. Ngoài ra, các em cũng không hay gặp các cái bất phương trình có chứa cái cơ số là có chứa biến đâu. Các em nên nhớ là cái cơ số chứa biến ấy là thầy mở rộng xét thêm thôi, nâng cao vấn đề thôi. Chứ đi thi ấy, thì cái khả năng rơi vào việc các cái cơ số chứa biến ấy là ít khả năng xảy ra. Tại vì các cái trường hợp đó khá phức tạp. Vậy nên người ta không mấy khi cho các em cái cơ số chứa biến, các em yên tâm nhé, nó không rơi vào thi. Nếu thầy cô có ra thêm vào thì chỉ gọi là nâng cao để tăng thêm điểm số thôi, ví dụ như thế. Được không? Đó. Nếu kể cả trong trường hợp có cơ số chứa biến thì các em vẫn phải xét trường hợp ra hai trường hợp. Đó là như thế này. Các em hiểu ý không nhỉ? Thế mới giải được. Rồi. Ngoài các bất phương trình đưa về cùng cơ số thì em đều biết trong các cái trường hợp khác người ta có thể linh hoạt, ví dụ nếu như nó khác cơ số hoặc là có thể đưa được về cùng cơ số nhưng mà chúng ta phải kết hợp với đặt ẩn phụ. Thì chúng ta có thể đặt T. Thí dụ xét một cái bất phương trình như là F trong này có chứa một loại cơ số là loga cơ số A của X. Thầy cứ giả vờ là chỗ này lớn hơn hoặc bằng không đi. Thì chúng ta có thể đặt T là loga cơ A của X. Trong đó F là một hàm nào đó, vân vân. Thông thường thì F hay là hàm bậc 2, hàm bậc 3 hoặc là hàm phân thức, cùng lắm với hàm chứa căn, ví dụ như thế. Đó.
Thế thì chúng ta đều biết là đặt T là loga cơ A của X thì em phải để nguyên như thế này thôi, không nhất thiết phải T dương nhé, dặn dò nhiều rồi. Chỉ có T là A mũ X hoặc là cái gì hàm mũ ấy, thì rất có thể là sẽ còn có điều kiện là T dương. Nhưng đối với loga, nếu như đề không cho thêm cái điều kiện gì thêm của X ấy, thì T của em mặc định là thuộc R, đúng không? Đó, nên lưu ý cho thầy chỗ này. Trừ khi đề bài có thêm cái chặn giá trị của X thì chúng ta mới cần phải chặn giá trị của T, vân vân. Lưu ý nhé. Sau đó chúng ta đưa về bất phương trình ẩn T, đó là FT lớn hơn hoặc bằng 0. Làm xong thì các em sẽ giúp thầy kết hợp tìm ra T xem quay trở lại, thay trở lại để tìm ra X thôi. Đúng không? Ta lưu ý. Và nhớ là phải đặt, vẫn đặt điều kiện cho X trong loga là phải dương, không quên điều này. Đó. Sau đó nó đưa về các bất phương trình loga cơ bản rồi thì việc giải rất là ok. Đấy là đặt ẩn phụ. Trong một số cái trường hợp nếu như khác cơ số thì cũng vẫn có thể đặt ẩn phụ, nhưng sẽ đưa về các cái phương pháp, đó là có thể nhé, là có thể sử dụng tính đơn điệu, có thể sử dụng đồ thị. Đó, nhưng mà những cái này thì ít khi gặp lắm. Thông thường thì tính đơn điệu này, đồ thị, phương pháp hàm số thường chỉ hay áp dụng cho phương trình mũ loga. Bất phương trình thì áp dụng một cách tương tự vẫn làm được. Đó. Đó, nhưng mà khả năng thì ít hơn thôi. Được không nhỉ? Thì bạn nào mà có thời gian nghiên cứu tìm hiểu thêm thì em vẫn có thể làm thêm, tìm tòi sáng tạo cho mình thêm các cái bài tập khác. Đó, nhưng mà thông thường thì thầy ít khi thi. Thì chúng ta không phải lo chỗ này nhá. Đó, rồi. Phần này như vậy là xong. Đó, và nhớ là các phương pháp khác người ta tham khảo thêm ở trong phần giải phương trình logarit thì chúng ta đều đã có đầy đủ rồi. Đó, các em có thể làm một cách tương tự thôi là xong. Kiến thức thì rất là ngắn gọn như vậy. Đó, ta lưu ý cho thầy một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với làm các cái bài tập áp dụng các em nhé. Các bạn kem yêu quý, bây giờ chúng ta cùng đến với phần B làm các bài tập áp dụng nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét đến cái dạng 1 đầu tiên rất là quen thuộc. Đó là giải bất phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số. Đó, và kết hợp với việc mũ hóa, đúng không? Kem yêu quý, ở phần bất phương trình logarit cơ bản thì chúng ta sẽ sử dụng hai phương pháp chính là đưa về cùng cơ số và đặt ẩn phụ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có một số cái lưu ý trong cái phần này. Thầy nhắc lại cho chúng ta như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ giải bất phương trình loga cơ A của Fx nhỏ hơn loga cơ A của Gx. Nếu trong trường hợp đầu tiên A lớn 1, đó, thì ta nhanh chóng ta sẽ giải luôn một hệ. Trong này chúng ta sẽ gồm luôn một dòng điều kiện và một dòng là giải bất phương trình tương đương luôn. Có một số bạn thì sẽ đặt riêng điều kiện ghi ở trên, rồi ghi là khi đó bất phương trình tương đương với, làm xong các em ghi kết hợp điều kiện. Nhưng mà nói chung ý, thông thường khi trình bày chúng ta nên làm thành một hệ thì nó sẽ khoa học hơn và chúng ta sẽ không bị quên bỏ sót điều kiện khi làm. Các em nhớ chưa? Đó, tại vì cái cách ghi mà điều kiện rồi kết hợp điều kiện là chỉ gọi là cái cách mà hồi thơ bé thôi. Về sau thống nhất là người ta nên ghi thành một hệ như thế này thì nó mới đúng là đảm bảo tính chất tương đương. Chứ chính ra nếu mà chúng ta ghi tách rời ra thì nó chưa được gọi là hẳn là tương đương đâu. Đó, ta lưu ý nhé. Thế trong trường hợp mà A lớn 1 thì cái này nó xuôi chiều thì Fx nhỏ hơn G. Em đặt điều kiện cho F thôi là đủ. Đặt điều kiện cho F là dương cho thầy thôi. Không nhất thiết phải đặt cả hai nhé. Nhớ đấy, thầy đã dặn rồi. Tiếp tục, trong trường hợp thứ hai, nếu cơ số A dương nhỏ hơn 1 thì để giải bất phương trình này chúng ta bật ngược lại chiều F lớn hơn G. Như lúc này các em đặt điều kiện cho G dương nhé. Đó. Chúng ta thấy xuôi chiều không? Rất là xuôi chiều này. Đó, rất là xuôi chiều. Đó, cái này ngược chiều. Ok. Rõ rồi nhá. Đó, cái này thầy nhắc lại thêm cho nó nhớ thôi. Chốt là như vậy đi. Đó, xong ta kết hợp là xong. Bây giờ thì thầy trò chúng ta sẽ làm bài tập số 1 giải cho thầy các bất phương trình như ở trên bảng. Rồi chúng ta có 4 câu, cũng khá là quen thuộc với các em thôi. Đó, trong quá trình làm thì em cố gắng đưa về cùng cơ số và thầy nghĩ là các em nên đưa về cơ số lớn 1 để cho nó đỡ quên. Nhỡ nhiều khi cùng lắm là trừ khi cái trường hợp là đề bài đã cố tình gài cho mình sẵn là cơ số nhỏ hơn 1 thì mình đành phải diễn như thế thôi. Đúng không? Còn bình thường thì chúng ta nên đưa về cơ số lớn 1. Chúng ta sẽ làm từng câu một nhé và tập tự làm trước khi nghe thầy giải. Cũng không khó đâu. Đúng không? Không khó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu đầu tiên, câu A các em nhé. Loga cơ số 0,5 của 5x cộng 10 nhỏ hơn loga cơ số 0,5 của x bình cộng 6x cộng 8. Ở đây chúng ta thấy ngay là bất phương trình này đã có cùng cơ số 0,5 rồi. Mặc dù là cơ số này nó hơi nhỏ hơn 1 một tí, không sao. Người ta cho mình như thế rồi thì tí nữa mình bật ngược lại chiều là xong, đúng không?
Thế lúc này chúng ta sẽ có cái ông này lớn hơn ông này, và chúng ta chỉ cần đặt điều kiện cho cái ông đằng sau này lớn không thôi là đủ. Như vậy chúng ta ghi 5x cộng 10 lớn hơn x bình cộng 6x cộng 8, và đặt điều kiện cho ông đằng sau này này là dương thôi. Thế xin nhắc lại là bạn nào mà đặt điều kiện cho cả hai dương ấy thì càng tốt, đúng không? Nhưng mà hơi mất thời gian giải. Đó, khi giải cái này chỉ cần đặt cái ông đằng sau dương thôi là nó tương đương rồi. Chứ nó không giống cái bất phương à, cái nó không giống cái phương trình, đúng không? Cái phương trình nếu hai bên bằng nhau em đặt dương em giải ông nào cũng được. Nhưng đối với bất phương trình thì chúng ta không thể như thế đâu. Nếu em đặt điều kiện cho mỗi ông này dương thôi thì nó không đảm bảo về mặt tương đương đâu. Lưu ý nhé. Đó, như vậy ở đây ta phải hết sức cẩn thận, phải giải đúng người. Đó, giải cái này các em chuyển hết cái ông này sang bên này đi. Mình thích thì mình chuyển bên này sang đây. Ta sẽ có x bình đúng không? Trừ x à, x bình cộng x đúng không? Trừ 2. X bình cộng x trừ 2. Chuyển hết nhà sang bên này rồi thì chắc chắn là phải nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0, còn cái dưới giữ nguyên. Đây. Sau đó các em giải theo kiểu bất phương trình bậc 2 bình thường ấy. Chỗ này nhẩm cũng được, nhẩm trong trái ngoài cùng. Còn nếu không á, thì lấy máy tính bấm. Chỗ này máy tính đều hỗ trợ cho hết rồi. Chúng ta thấy nghe cái này là trong trái, còn cái dưới là ngoài cùng, đúng không? Ừ. Nhìn cái đầu cái cuối là biết ngay. Nhìn hệ số A dương, cái này âm, còn cái này dương, nhìn thấy ngay biết ngay. Thấy ngay rồi. Như vậy, cái này nhẩm ra là một nghiệm, vế trái có nghiệm là trừ 2 và 1. Thì chúng ta sẽ có trong trái, có nghĩa là từ trừ 2 đến 1. Còn ông này có hai nghiệm là trừ 4, trừ 2. Thì chắc chắn sẽ là nhỏ hơn trừ 4 hợp với lớn 2 rồi. À, lớn trừ 2. Đúng không? Khi kết hợp, các em lưu ý, bạn nào mà làm mà không nhanh được ấy, thì các em giúp thầy là kẻ trục ra, kẻ hai cái trục ra từ từ rồi nhìn phần chung nhá, kết hợp. Thì theo thầy bây giờ lớn hết cả rồi, chúng ta cố gắng nhẩm làm sao càng nhanh càng tốt, đưa ra kết quả luôn. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ xem xét ông trên và ông dưới. Ông dưới tách ra thành hai thành phần, chúng ta nhìn từng thành phần một. Cái ông nhỏ hơn trừ 4 thì liệu có phần nào chung với cái ông này không? Không có, đúng không? Như vậy chúng ta xét cái phần chung với cái ông lớn trừ 2. Thế may quá, cái ông ở trên là từ trừ 2 đến 1 thì chắc chắn nó là con của cái ông này rồi. Chắc chắn nó thỏa mãn là lớn trừ 2. Khi kết hợp thì chính cái ông ở trên là phần chung luôn. Có tưởng tượng được không nhỉ? Có, đúng không? À, như vậy phần chung của chúng ta chính là từ trừ 2 đến 1. Tập nghiệm của bất phương trình SC chính là khoảng từ trừ 2 đến 1 là xong. Đấy, nhẩm nó cũng ra thôi, không khó đâu. Nhớ chưa? Đó. Tập rèn luyện cái chỗ kỹ năng này cho thầy nhé, để cho nó thông minh. Câu A là ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu B. Loga cơ số 8 của 4 trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 2. Trong trường hợp này các em có thể đội mũ luôn. Cơ số 8 mà, xuôi chiều. Các em rút luôn 4 trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 8 mũ 2 là 64. Khi đã lớn hơn 64 rồi không cần phải đặt thêm điều kiện là dương nữa đâu nhé. Bạn nào đặt cẩn thận thì cũng được, nhưng mà nó thừa. Lớn 64 rồi còn phải đi giải dương gì nữa, đúng không? Ừ. Đấy là lý do tại sao chỉ cần một dòng này thôi này. Các em giải cẩn thận giúp thầy. 4 trừ 64 sang bên này các em sẽ có ngay là âm 60. Âm 60 lớn hơn hoặc bằng 2x. 2x tức là nhỏ hơn hoặc bằng âm 60. Chia đôi đi thì x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 30. Tập nghiệm của em sẽ là âm vô cùng cho đến âm 30 ngoặc vuông đấy. Bài này ngoặc vuông, đúng không? Chỗ này giải cẩn thận nhé. Dấu trừ, dấu trước ghê phết. Nhớ chưa? Cứ giải từ từ cẩn thận thôi. C. Loga cơ 2 của x trừ 3 cộng loga cơ 2 của x trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đối với bài toán mà toàn bộ loga tập trung về một bên kiểu thế này rồi là phải đặt điều kiện cho cả hai người. Đúng không? X lớn hơn 3, x lớn hơn 2. Nhưng mà chung quy lại thì cũng chỉ kết hợp ra một cái nào đó thôi. Chọn luôn cái lớn hơn đấy, x lớn 3. Sau đó các em sẽ sử dụng công thức cộng các loga thì trở thành loga một tích. Thế là ok. Các em hiểu tại sao chỗ này x lớn 3 luôn chưa? Còn chỗ này mình gom thành loga một tích luôn này. Thế thì 1 em có thể đổi thành loga cơ 2 của 2. Và từ đây dẫn đến chúng ta có ngay x trừ 3 nhân x trừ 2 sẽ nhỏ hơn 2. Cơ số 2 yên tâm, xuôi chiều. Giải cái dưới em tự giải giúp thầy nhé. Chỗ này dễ. Chỗ này là x bình trừ 5x cộng 6. Chuyển 2 sang. Tức là x bình trừ 5x cộng 4, đúng không? À đấy, nhầm. Như vậy, x bình trừ 5x cộng 4 thì có một nghiệm là 1, một nghiệm là 4. Thì bài này chắc chắn dương âm bên trong trái là đúng rồi. Chúng ta lấy trong đoạn từ 1 đến 4.
khi kết hợp một cái lớn 3, một cái trong đoạn từ 1 đến 4 thì phần chung chắc chắn phải là từ 3 đến 4, không thể chạy thoát được. Tập nghiệm là nửa khoảng từ 3 đến 4 là ok. Các lớp lưu ý ngoặc nghiếc cẩn thận. Tại vì thỉnh thoảng nhé, khi quy đổi ra các cái câu hỏi dạng khác ấy, người ta có thể hỏi hỏi rằng bất phương trình này có bao nhiêu nghiệm nguyên. Thế thì nếu trong từ 3 đến 4 kem chỉ có một nghiệm nguyên duy nhất, đó là x bằng 4 thôi. Nếu mà kem để sai ngoặc các thứ, em sẽ đếm ngay nhầm các cái giá trị nghiệm nguyên của thầy. Em hiểu ý không? Thỉnh thoảng người ta bảo là thí dụ như là xét trên đoạn từ trừ 2020 rồi đến 2020 có bao nhiêu nghiệm nguyên. Đấy, kiểu như thế em phải chặn đúng, vân vân. Thì kiểu gì em cũng sẽ phải giải nhanh và đếm cho nó cẩn thận, không được đếm nhầm chỗ này nhé. Đó. Câu cuối cùng là câu D. Câu D, loga cơ số 1 phần 2 của 2x cộng 3 lớn hơn loga cơ số 1 phần 2 của 3x cộng 1. Rồi, câu này dễ rồi. Câu này làm để hiểu phương pháp thôi. Chúng ta nhận thấy tiếp tục họ cho cơ số nhỏ hơn 1, ta đảo lại chiều là xong. Ta có ngay 2x cộng 3 nhỏ hơn 3x cộng 1, đặt điều kiện cho cái ông 2x cộng 3 này đằng sau này là dương là ok. X lớn hơn âm 3 phần 2, còn cái này chúng ta sẽ giải ra, chỗ này là x, chuyển sang đây là x, chỗ này 3 trừ 1 là còn 2. Vậy x thì lớn 2, khi cùng lớn chọn người lớn hơn luôn, đúng không? Như vậy chúng ta có luôn 2 đến dương vô cùng là tập nghiệm của bài toán. Chúng ta kết thúc thành công bài này ở đây, các em nhé.